What's up? Xin chào 500 anh em. Chào các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu đến cho anh em một con bàn phím cơ nữa. Và con bàn phím cơ này nó cực kỳ là nhỏ gọn luôn. Như các bạn thấy thì hộp của em này thì đã rất là nhỏ rồi. Đây, nó nhỏ chỉ khoảng bằng hai cái bàn tay của mình thôi. Đó. Và bây giờ mình sẽ cùng mở hộp luôn nha. Let's go. Về cái vẻ ngoài của em này thì nó không có gì đặc biệt cả, chỉ là một hộp giấy thôi. Duy nhất một cái logo của hãng đó là Roger Look, tức là RK ở ngoài đây. Đó, cái hộp này do cái thằng Cookie nó vẽ lên nó hơi bẩn chút. Rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở hộp phiên bản màu đen. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem phiên bản màu trắng nhé. Ở phía bên trong thì chiếc bàn phím này rất là nhỏ và được bọc gọn ở trong một cái túi chống sốc như thế này. Đấy. Đây, bỏ em này sang một bên. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Cái này thì các bạn nên giữ lại nhé. Tại vì cái cuốn sách này nó sẽ khá là hữu dụng cho những bạn nào mà chưa từng sử dụng qua những chiếc bàn phím cơ nhỏ như thế này. Tại vì nó có rất là nhiều phím tắt. Ở trong này thì chúng ta còn có một cái sticker nữa. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái sợi cáp rời. Đó, khá là ngon và nhỏ nhắn như thế này. Để đây luôn. Rồi, không còn gì hết nữa rồi. Quay trở lại với nhân vật chính của ngày hôm nay thì đó chính là chiếc RK61 RGB. Đây là một trong những cái bàn phím của thằng RK mà có thiết kế khá là độc và lạ. Thì đó là chính phiên bản 61. Tức là với phiên bản này thì chúng ta sẽ loại bỏ hầu hết tất cả các phím. Ví dụ như là những hàng phím F ở trên này, hoặc là mũi tên, các cái nút chức năng BFP down ở đây thì cũng đều bị cắt bỏ. Đặc biệt là phần numpad. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nếu mà phím full size so với chiếc bàn phím này thì nó như thế nào nhé. Đây là chiếc Amcool HK107 RGB. Thì đây là một dòng full size phổ biến như các bạn đã biết. Đây là chiếc RK61. Đó. Thì nó sẽ là chỉ là cái phần ở phía trong này thôi. Tức là những phần phím chữ thôi. Còn hàng F ở trên này cũng như là hàng numlock, numpad ở đây. Cũng như là hàng mũi tên ở đây thì đều được loại bỏ đi hết. Thì chúng ta sẽ có phím cơ đó là 61%. Quay trở lại với em bàn phím, chính là vì cái thiết kế 60% nên các bạn lưu ý thì nó không phù hợp với tất cả mọi người. Thì những người nào thích sự nhỏ gọn, tiện lợi mà dễ dàng mang đi thì sẽ lựa cái con này. Tại vì nó thiếu khá là nhiều phím chức năng. Nếu như các bạn hay bấm phím số hay là sử dụng hàng F thì nó sẽ hơi bất tiện một chút. Còn nếu như các bạn quen rồi thì ok, xài cái này không sao hết. Em này có thiết kế khá là nhỏ gọn, các cái nút được bố trí khá là sát nhau. Và cái gầm của nó sẽ là gầm cao một chút như thế này, phun nhựa luôn. Và được bo sát với tất cả các cái phím. Đây, và nó sẽ giấu đi chân switch. Mà cái thể loại như thế này thì nhìn khá là hầm hố, với lại nó chắc chắn, vuông vức nữa, mình khá là thích kiểu như thế này. Về mặt sau của em này thì chúng ta sẽ thấy nó chỉ có 4 cái chân cao su ở đây. Và không hề có cái phần nâng hạ độ cao của phím. Đây là một cái điểm trừ của thằng RK này. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái công tắc nhỏ. Thì công tắc này chính là cái cần gạt để bật tắt chức năng Bluetooth của bàn phím này. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ không hề thấy dây của em này đâu. Và phía phía trên này chúng ta sẽ thấy chỉ có một cái lỗ cắm ở đây. Và cái lỗ cắm này chính là dùng để cắm cái dây cáp rời này vào. Cái lỗ này hiện đang sử dụng đó là chuẩn micro USB. Rất tiếc là không phải là chuẩn Type-C thông dụng nữa rồi. Về phần keycap của em này thì tất nhiên đó chỉ là một cái keycap ABS double shot như bao chiếc bàn phím cơ khác mà thôi. Đây, về double shot ABS thì các bạn biết ở đây nó sẽ không có bị bay chữ. Và nó cũng sẽ xuyên LED nữa. Tuy nhiên thì nó sẽ dễ dàng bóng theo thời gian sử dụng. Cái này thì các bạn có thể khắc phục bằng cách đó là mua thêm một bộ keycap PPT gắn vào. À, con này có thể sử dụng được bất kỳ loại keycap nào nhé. Tại vì nó là layout chuẩn rồi. Em này thì đang sử dụng đó là Blue Switch của thằng RK luôn. Và nó sẽ có hai phiên bản đó là Blue và Red. Tuy nhiên thì bản Red chỉ có ở trên màu đen thôi. Còn màu trắng thì nó lại không có bản Red Switch mà chỉ có Blue. Các bạn lưu ý vấn đề này nhé. Và Blue Switch thì của em này thì gõ cũng khá là sướng, kêu cũng rất là to. Tí nữa mình sẽ test cho các bạn coi. Về cái phông chữ của em này, về cái phông chữ trên keycap của em này thì khá là nhỏ nhắn, phù hợp với cái chiếc bàn phím này. Nhìn nó cũng cute dễ thương phết đấy chứ. Đó, nói chung là rất là phù hợp. Tuy nhiên thì ở phía bên chữ này nó còn rất là nhiều cái ký tự để cho mình biết được đâu là những cái chức năng phụ của các cái bàn phím. Cho nên là nhìn nó hơi rối mắt một chút. Nếu như mà các bạn có thể thay một bộ keycap mà nó không có những cái ký tự này thì nhìn rất là đẹp và nhìn nó gọn gàng hơn rất là nhiều.
Như mình đã nói ở phía trên thì đây là một chiếc bàn phím Bluetooth, cho nên là nó sẽ có cái cục pin đi theo. Và cục pin này nó khoảng tầm 850 mAh, và nó chỉ sử dụng được khoảng tầm 8 đến 10 tiếng với led. Nếu như mà các bạn bật led, còn nếu mà không bật led thì có thể kéo dài được khoảng tầm 2 đến 3 ngày. Và ở đây chúng ta sẽ thấy có ba cái phím Q, W, E. Và số 1, 2, 3 này tượng trưng là cái bàn phím này có thể kết nối một lúc 3 thiết bị. Tức là nếu mình đang sử dụng laptop chẳng hạn thì chúng ta ấn FN1 để kết nối với laptop, FN2 để mình kết nối với điện thoại và FN3 để kết nối với một thiết bị khác, PC chẳng hạn. Thì khi mình ấn FN1, 2, 3 này thì nó sẽ tự động chuyển nhanh giữa các thiết bị, rất là tiện. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn không muốn sử dụng Bluetooth thì các bạn cũng có thể cắm dây trực tiếp và xài bình thường, không cần thiết phải dùng Bluetooth. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn muốn decor một cái bàn PC gọn gàng, không dây nhựa lằng nhằng, thì các bạn có thể mua thêm một cái USB Bluetooth, thì cái USB đó sẽ giúp cho cái bàn phím này kết nối với PC luôn. Còn nếu như các bạn dùng điện thoại hoặc là dùng laptop thì nó đã có sẵn Bluetooth rồi, mình chỉ cần kết nối và sử dụng thôi. Về dây cáp của em này thì cái dây cáp của nó khá là đơn giản, dây cáp bằng nhựa thôi. Cái này nó không có tập trung vào dây cáp lắm. Nó cũng có một cái dây để mình chống rối ở đây. Và cái dây cáp này khoảng tầm 1,5 m thôi nha các bạn, không dài lắm, không dài như những cái bàn phím mà full size, tại vì cái này nó tập trung chủ yếu là vào không dây thôi. Bây giờ mình sẽ sang cái phần chế độ LED của em này. Thì em này đang sử dụng đó là hệ thống đèn LED RGB 16,8 triệu màu. Và như các bạn biết đấy, thì con này đang sử dụng Bluetooth nên chúng ta không cần phải cắm dây để test chế độ LED của em này. Đó, các bạn có thể thấy là LED của em này khá là sáng, đủ để cho các bạn có thể nhìn thấy kể cả là ban ngày luôn, rất là rực rỡ. Và tất nhiên cái đèn LED RGB của em này đã được cải tiến khá là nhiều, cho nên là các bạn nhìn thấy nó di chuyển rất là mượt mà, không giống như những chiếc bàn phím RGB ngày xưa nữa. Đó. Và các bạn cũng có thể chuyển đổi các cái chế độ LED bằng ấn phím FN cộng với lại nút gạch ngang ở trên này. Đấy. Có rất là nhiều chế độ thì cái này tí nữa mình sẽ show cho các bạn xem. Ngoài ra thì để điều khiển LED thì chúng ta còn có thể ấn FN cộng với lại dấu vuông đây để giảm độ sáng, cũng như là dấu vuông bên phải này để mà tăng độ sáng, hoặc là FN cộng với lại dấu 2 phẩy ở đây để mình tăng tốc độ LED, và ngược lại thì cái dấu bên cạnh thì sẽ là dấu 2 chấm thì sẽ là giảm tốc độ đấy. Để đổi màu LED thì chúng ta ấn FN cộng với lại cái dấu lớn hơn đây hoặc là dấu chấm đấy. Đó. Chúng ta sẽ đổi được màu LED, đổi thành một màu hoặc là chạy RGB, tùy thích các bạn thôi, khá là dễ dàng. Ngoài ra thì nó còn có rất là nhiều cái chức năng nữa, thì các bạn có thể đọc ở trong cái hướng dẫn. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem các cái chế độ LED của em này nhé. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Evolution. Ok, như vậy là mình đã vừa show cho anh em các cái chế độ LED của em này, thì nó cũng rất là nhiều chế độ tại vì đèn LED RGB mà, và cái độ sáng của nó cũng không hề nhẹ. Và nếu như mà các bạn muốn kết nối Bluetooth thì các bạn ấn FN cộng với lại nút P đây, giữ im nhé. Khi nào mà nó chớp tắt nút P đây thì chứng tỏ là Bluetooth đã được bật, và các bạn chỉ cần mở cái thiết bị mà các bạn muốn kết nối vào để mà kết nối thôi. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cùng test cho các bạn xem cái cảm giác gõ cũng như là cái tiếng của em này khi mà mình gõ văn bản cùng em này nhé. Như các bạn đã biết thì em này đang sử dụng đó là BlueSwitch, cho nên tiếng của nó sẽ là tiếng clicky. Đó, như các bạn đã nghe thì tiếng của nó khá là đanh và to, rất là chắc chứ không hề lỏng lẻo đâu. Đấy, kể cả những phím như Enter hay là nút cắt, nút Shift,
Đó, những phím dài thì đều chất rất chi là chắc chắn, là không hề nghe thấy tiếng lọc sọc như những con bàn phím cơ rẻ tiền khác, chứng tỏ em này có chất lượng build khá là tốt trong cái tầm tiền như thế này. Ok, như vậy thì mình đã vừa test xong tiếng click key của em này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một phiên bản nữa, đó là phiên bản màu trắng. Đây, đây chính là phiên bản màu trắng của MRK. Các bạn có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt không ạ? Đó, về màu trắng thì led của nó rất là sáng và rất là đều, nhìn nói chung là nó nhìn nó sướng mắt dã man luôn. Còn riêng màu đen thì nhìn nó chỉ sáng những cái ký tự ở phía trong cái keycap này thôi. Còn cái màu trắng thì nó sẽ lan tỏa ra đều xung quanh cái chân keycap luôn, nhìn rất là rực rỡ. Thế này còn tùy quan điểm thôi, có người thích màu đen tại vì người ta chỉ cần sáng những cái ký tự thôi, còn những người thích màu trắng thì nó sẽ thể hiện được cái màu đèn led rực rỡ hơn. Đấy, mình thể để cái này cho các bạn so sánh nhé. Về cái tầm giá của hai em này thì hiện tại giá thị trường đang là khoảng 850.000, một con số cực kỳ là ấn tượng. Như các bạn đã biết thì những cái bàn phím 60% này thường rất là đắt, và nếu mà led RGB nữa thì phải nói là cực kỳ cao luôn. Nhưng mà con này giá chỉ có 850.000 thôi, có kết nối Bluetooth, có kết nối bằng dây, sử dụng được 3 thiết bị, và đặc biệt hơn là nó có hệ thống đèn led RGB. À, ngoài ra thì em này còn có hỗ trợ cả cái phần mềm điều khiển luôn nha các bạn nhé. Rất là ngon luôn. Và cái phần mềm này do chính hãng RK làm luôn nhé. Hiện tại thì em RK61 RGB này được phân phối chính hãng tại Việt Nam và có thời gian bảo hành lên tới 2 năm. Quả thật là rất là ngon trong cái tầm tiền như thế này mà có một chiếc bàn phím cơ 60% chính hãng bảo hành 2 năm. Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu ví dụ như là Bluetooth này, LED RGB này, thiết kế đẹp, build khá là chắc. Và tất nhiên nó vẫn sẽ có những cái điểm yếu ví dụ như là pin của nó không được trâu cho lắm. Và cái khung của nó chỉ là khung nhựa thôi chứ không phải khung kim loại. Tất nhiên rồi, với cái tầm tiền này thì chúng ta không thể nào mà kiếm được con nào mà có cái build kim loại được. Ngoài những vấn đề đó thì chúng ta sẽ không còn cái gì mà phải đáng phàn nàn về em RK61 này. Như vậy là mình vừa đánh giá xong sơ qua hai chiếc bàn phím này, RK61 RGB. Nếu như các bạn có thắc mắc gì hoặc là có ý kiến gì về chiếc hai bàn phím về hai bàn phím này thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và subscribe ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xem thêm những cái clip của Boss Gear làm về gaming gear, ví dụ như bàn phím hay chuột ở ngay phía bên tay trái đây, hoặc là ngay phía bên tay phải đây. Nhớ subscribe kênh Boss Gear nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Bye bye.